Xin chào quý bác tài đã đến với công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Thì quý bác tài cũng thấy là hiện tại em Trang đang có mặt tại công ty ô tô Phú Mẫn. Công ty ô tô Phú Mẫn chuyên phân phối các dòng xe tải từ 500kg cho đến dòng xe tải nặng 23 tấn ha. Quý bác tài cũng thấy là hiện tại ở công ty đang có rất là nhiều dòng xe. Nào là dắt, đông phen, phao, kể cả chen long từ 2 chân, 3 chân cho đến tận 5 chân. Thì video hôm nay em Trang sẽ giới thiệu đến quý bác tài về một cái dòng xe mà hiện đang rất là hút hàng ha. Trong những tháng vừa qua đó là dòng xe dắt A55 chân. Thì hiện tại dắt A55 chân đã có mặt tại ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Thì cái dòng xe này, cái lễ bàn giao xe mà xe này á, hiện lúc trước là có mặt vào tháng 1 ha quý bác tài, phải đặt hàng tận 6-7 tháng thì xe mới về kịp. Tại vì do kẹt ở cửa khẩu Trung Quốc do tình hình dịch bệnh ha, nên tới tận tháng 7 thì xe mới về. Thì bác tài cũng thấy là xe vừa mới về thì các anh nhân viên sale cũng túc trực để mà ra quay video, để có thể ra được những cái video về dòng xe dắt 5 chân cho quý bác tài của mình cùng tham khảo. Cái dòng xe này thì do tình hình dịch bệnh nên tới tận tháng 7 mới về. Đáng lẽ là tới cuối tháng 7 nhưng mà theo dự kiến thì xe đã về trước tháng 7 ha. Cũng rất là may mắn cho tất cả các đại lý luôn. Và cũng chính vì cái dòng xe này mà tất cả các bạn nhân viên sale phải gửi rất là nhiều lời xin lỗi đến quý khách hàng cũng như là các nhà đầu tư, vì đã trễ hẹn đến với bác tài khá là lâu. Đến tận 6-7 tháng thì xe mới về. Thì nếu mà thường là chỉ khoảng 30 cho đến 45 ngày là có xe thôi. Nhưng mà tại vì do tình hình dịch bệnh, xe của mình kẹt ở cửa khẩu ha. Thì bây giờ thì xe đã có mặt tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Thì video hôm nay em sẽ giới thiệu đánh giá chi tiết cho quý bác tài mình biết về cái dòng xe này ha. Thì xe này có 3 màu cơ bản là màu trắng, màu xanh và màu ghi để cho quý bác tài mình có thể lựa chọn. Dắt A55 chân thì nó sẽ có tải trọng là 21,2 tấn và kích thước lọt lòng thùng dài là 9,7 m chiều dài ha. Chiều rộng là 2,36 m và chiều cao là 2,15 m. Thì đối với cái dòng xe dắt 5 chân thì quý bác tài cũng thấy là xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Trung Quốc về. Thì xe hiện đang đã được bấm số và chuẩn bị giao cho một khách ở Tây Ninh nha quý bác tài. Và vị khách này đã đặt hàng từ rất là lâu rồi, đã đặt hàng từ tháng 12 cho đến tháng 1 của đầu năm 2022 rồi nha quý bác tài. Vị khách cũng đã phải chờ đợi đến 6-7 tháng mới có thể nhìn thấy được cái chiếc xe dắt 5 chân này. Thì hiện tại xe đã về, sắp về một lô 6 cho đến 10 xe. Nên quý bác tài hãy nhanh chân lên để mà đến với công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai để mà trải nghiệm cảm giác lái thử cái dòng xe này, cũng như là quý bác tài của mình muốn được tư vấn chi tiết hơn thì hãy gọi vào số hotline bên dưới để em có thể tư vấn. Thì bây giờ em sẽ nhờ một anh giúp em chạy chiếc xe này ha, để em có thể cho quý bác tài biết coi cái xe này nó chạy như thế nào ha, cái sức mạnh của nó ra sao. Thì quý bác tài cũng thấy là xe của mình được trang bị một cái dãy đèn led ha. Nếu mà đi quý bác tài đi vào ban đêm á, thì nó rất là sáng luôn, nó rất là đẹp mắt cho quý bác tài của mình. Và nó đây, xe của mình đang chuẩn bị lăn bánh rồi nha quý bác tài. Thì cái dòng xe 5 chân này thì sẽ phù hợp cho quý bác tài của mình chở các cái mặt hàng tải nặng ha, tổng tải lên đến 34 tấn. Cho quý bác tài của mình, quý bác tài có thể thấy là xe của mình rất là đồ sộ luôn. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết hơn cho quý bác tài của mình cùng xem. Thì dòng xe này có tải trọng là 21,2 tấn với kích thước lọt lòng thùng dài là 9,7 m nè. 9,7 m thì xe của mình sẽ được trang bị 9 bửng ha, với 4 bửng hai bên và 1 bửng đuôi. Thì cái phần thùng này là phần thùng tiêu chuẩn của nhà máy nha quý bác tài. Và cái phần thùng này được đóng rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Quý bác tài cũng thấy. Đây em sẽ quay kỹ hơn về phần thùng cho quý bác tài của mình xem ha. Các cái phần trụ nè, phần bản lề nè, được làm bằng sắt rất là dày luôn. Còn cái phần bửng của mình thì được làm bằng inox cho quý bác tài. Đây. Xe của mình xe 5 chân.
và có một cái giò rút nơi Bắc Tài. Thì cái giò rút này nó sẽ hoạt động như sau, là nếu như mà quý Bắc Tài chở với một cái tải nặng hoặc là quá tải á, thì Bắc Tài hãy hạ cái giò rút này xuống. Còn nếu như mà không dùng đến thì mình co cái giò rút này lên thôi quý Bắc Tài. Em sẽ quay kỹ hơn về phần khung gầm xe. Đây là phần khung gầm cũng như là hệ thống sắc xi của xe đây. Sắc xi dày bản lớn, dài từ đầu xe ra đến tận cuối đuôi xe luôn ha. Và đây là cái đà dọc và cái đà ngang. Thì xe này đang sử dụng bánh là bánh có hệ số lốp là 12 rồi 22.5 ha. Dưới trước của xe sẽ được trang bị nhíp lá một cần, cũng như là xe của mình sẽ được trang bị giảm chấn thủy lực. Xe có kết hợp giảm chấn thủy lực sẽ giúp cho xe của mình giảm sốc nè, sẽ đi êm ái hơn vào những cái khung đường ổ gà như Bắc Tài. Thì dòng xe Dắt A5 này thì hiện đang là sử dụng động cơ du chai ha, với dung tích là 8.4 lít và công suất đạt là 350 mã lực. Quý Bắc Tài cũng thấy là nhìn xe của mình rất là hầm hố và cứng cáp ha. Thì bây giờ em sẽ mời Quý Bắc Tài của mình đi vào cái phần nội thất của xe ha. Xe Dắt 5 chân này được trang bị là cabin nóc cao, nên xe của mình Quý Bắc Tài cũng thấy là được trang bị 3 bậc lên xuống ha. Đây, nó rất là cao so với em luôn. Em là con gái nên cái việc lên xuống đối với cái dòng xe này thì nó sẽ hơi khó khăn một chút xíu. Nhưng mà đối với Bắc Tài thì chắc chắn sẽ rất là quen thuộc. Thì Bắc Tài cũng thấy là xe mình là đầu cao nên xe sẽ được trang bị 2 ghế và 2 giường ha. Đây, 2 ghế, ghế thì là ghế hơi nha quý Bắc Tài. Còn 2 cái giường này nè, có nếu mà quý Bắc Tài mình có chiều cao khoảng 1m8 á, 1m75 đến 1m8 thì nằm rất là yên tâm. Giường rất là chắc chắn ha. Đây, rất là rộng luôn. Đây, ghế hơi, ngồi rất là thoải mái. Không gian bên trong rất là rộng rãi nha quý Bắc Tài, không thua kém gì chen lông. Đây là cái hộp đựng đồ nè, để cho quý Bắc Tài đựng được cái vật dụng nè, cũng như đựng mền mùng chiếu gối nha, rất là bự. Phía trước mặt quý Bắc Tài là một cái phần vô lăng 4 chấu, có trợ lực điện nè, cũng như là một cái bảng đồng hồ táp lô thể hiện các thông số như là hệ số nước làm mát nè, cũng như dung tích bình nhiên liệu, cũng như là dung dịch ure ha. Đây, tất cả các thông số, các bảng đồng hồ rất là lớn nè, thể hiện rõ chi tiết cho góc tài của mình luôn. Còn bên đây là các nút, như là cái nút nâng hạ cầu nha góc tài, cái nút nâng hạ cầu. Còn đây là cái khóa vi sai nha góc tài. Trong xe Dắt của mình có một cái điểm đặc biệt, đó là xe của mình còn được trang bị cả cái phần khóa vi sai mà dòng xe Trang Long không có được. Thì khi mua xe, quý Bắc Tài cũng sẽ được tặng cái phần khóa điện ha, cái khóa điện và cái khóa cơ. Đây, khóa điện điều khiển từ xa nè. Còn đây là các cái hệ thống FM radio để cho quý Bắc Tài của mình thư giãn. Cái bảng táp lô phía trên nè, nó rất là rộng luôn. Cái khoảng giữa này có thể được thêm một ghế ngồi nữa luôn á Bắc Tài. Đây, quý Bắc Tài thấy rất là rộng rãi. Cái phần nội thất như là một cái ngôi nhà thứ hai của Quý Bắc Tài mình vậy á. Vì quý Bắc Tài của mình đi xe còn nhiều hơn ở nhà nữa ha. Đây, xe của em chuẩn bị giao ha, nên xe được gắn cái camera hành trình nha Quý Bắc Tài. Đây. Thì em sẽ đóng cửa lại để cho quý Bắc Tài của mình có thể nhìn rõ phần gương đây. Khi mà ngồi phía trong nào, quý Bắc Tài cũng thấy xe được trang bị gương hộp nha quý Bắc Tài. Đây, gương hộp chỉnh điện. Thì ngồi ở đây nhìn vào cái gương thì quý Bắc Tài cũng thấy là cái gương bảng lớn. Thì mình có thể quan sát ra đến tận cuối phần đuôi xe luôn ha. Đây nè, sẽ giúp cho quý Bắc Tài của mình dễ dàng quan sát hơn khi mà di chuyển trên đường. Cũng như xe của mình được trang bị cả cái phần kính điện đó ha. Đây, xe mình là xe cabin nóc cao nên ngồi lên này rất là cao luôn, dễ dàng quan sát phía xung quanh ha. Đây, phía trước mặt quý Bắc Tài đây là ba dòng xe ba chân mà đang rất là hot ha.
không thua kém gì dắt 5 chân luôn. Xe 3 chân là có xe Đông Phen, Đông Phen B180, có tải trọng là 13 tấn và kích thước thùng dài là 9,5 m. Kế bên là dòng xe Zac A5 là tải trọng là 13,6 tấn ha. Kế đến là dọc xe Trang Long có tải trọng là 14,8 tấn và kích thước thùng dài là 9,9 m. Thì Quý Bác Tài cũng thấy là hiện tại công ty em có rất là nhiều dòng xe. Thì nếu như mà Quý Bác Tài của mình cần được tư vấn thì Quý Bác Tài hãy gọi về số hotline phía trên màn hình. Còn muốn trải nghiệm cảm giác lái thử thì Quý Bác Tài hãy đến với địa chỉ 110A nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu đến với Bác Tài về một cái dòng xe mà đã làm mưa làm gió, cũng như là phải bắt Quý Bác Tài mình chờ đợi lâu trong suốt 6-7 tháng trời. Đó là dòng xe Zac A5 5 chân, có tải trọng là 21,2 tấn và kích thước thùng dài là 9,7 m. Thì đối với dòng xe này bên em sẽ hỗ trợ trả góp lên đến 75% cho Quý Bác Tài. Đối với dòng xe này thì Quý Bác Tài chỉ cần đưa trước khoảng 500 triệu thôi là Quý Bác Tài có thể sở hữu ngay dòng xe này về để mà chạy hàng. Thì dòng xe này nếu như mà đặt xe thì khoảng chỉ từ 25 cho đến 30 ngày thôi là Quý Bác Tài đã có xe rồi. Vì xe bên em hiện giờ đang về rất là nhiều, lên đến 10 chiếc lận. Nên Quý Bác Tài hãy rất là yên tâm, bên công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai sẽ có đủ xe để mà cung cấp cho Quý Bác Tài của mình ha, sẽ không phải để cho Quý Bác Tài của mình chờ đợi lâu nữa. Thì với cái thủ tục trả góp cũng rất là đơn giản. Quý Bác Tài chỉ cần có chứng minh nhân dân nè, sổ hộ khẩu hoặc là giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy đăng ký độc thân thôi, là bên em sẽ làm các cái thủ tục hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho Quý Bác Tài của mình với thời gian nhanh và lẹ. Thì vừa rồi em Trang đã giới thiệu đến dòng xe Zac A5 5 chân, cũng như là review sơ về tất cả các dòng xe hiện có cho Quý Bác Tài của mình thấy ha. Thì nếu như mà Quý Bác Tài của mình có những thắc mắc hay là những đóng góp á, thì Quý Bác Tài hãy để lại bình luận bên dưới để em Trang có thể ra được những cái video hoàn chỉnh hơn để mà cho Quý Bác Tài của mình cùng xem và tham khảo. Thì nếu Quý Bác Tài cần tư vấn thì hãy gọi vào số hotline phía trên màn hình để em có thể tư vấn trực tiếp cho Quý Bác Tài của mình. Em hẹn gặp Quý Bác Tài vào một ngày không xa. Cuối cùng em xin chào Quý Bác Tài và chúc sức khỏe đến Quý Bác Tài ha. Quý Bác Tài đừng quên bấm like, share và đăng ký để ủng hộ em Trang, để em Trang có thêm những cái động lực để mà ra thêm nhiều video review về xe tải cho Quý Bác Tài hơn nữa. Cuối cùng em Trang xin chào Quý Bác Tài và chúc Quý Bác Tài có một ngày làm việc thật là vui vẻ.